Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bí quyết làm đẹp truyền thống của phụ nữ Nhật Bản sau một tuần da trắng mịn như em bé. Đậu phụ là một món ăn giúp thanh lọc cơ thể. Ngoài ra đậu phụ còn có khả năng giúp bạn làm trắng da từ bên trong rất hiệu quả nữa đấy nhé. Bạn biết không? Trong đậu phụ có chứa rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất có lợi cho da như vitamin E, B1, B26, chất sắt, phốt pho, canxi. Các loại vitamin này dễ giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da và làm trắng da hiệu quả lắm đấy nhé. Cách làm trắng da mặt bằng đậu phụ chính là bí quyết làm đẹp truyền thống của phụ nữ Nhật Bản xưa. Họ có những bí quyết làm đẹp được lưu truyền từ rất lâu, vừa tiết kiệm lại an toàn cho sức khỏe. Chắc chắn những bí quyết làm đẹp truyền thống ở xứ sở mặt trời mọc sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy nhé. Nào, hãy cùng kênh Phái Đẹp tìm hiểu ngay cách làm trắng da mặt bằng đậu phụ nhé. Đầu tiên, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một miếng đậu phụ. Ngoài đậu phụ ra, để tăng khả năng làm trắng da thì bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một chút mật ong và một quả chanh nữa nhé. Đây chính là ba nguyên liệu của chúng ta. Cách để chúng ta thực hiện thì đơn giản lắm các bạn ạ. Với miếng đậu phụ này, đầu tiên bạn hãy cho vào bát. Và bạn dằm thật nhuyễn ra cho mình. Dằm càng nhuyễn càng tốt. Đậu phụ thì bạn biết rồi, chúng ta dằm ra cũng rất là dễ, bởi vì bản chất của đậu phụ đã nhão sẵn rồi, nên chúng ta dằm rất là nhanh. Nếu bạn nào không thích dằm, bạn có thể cho vào trong cối xay sinh tố bạn xay thì càng tốt. Ở đây mình không xay mà mình sẽ dằm các bạn nhé. Đậu phụ của chúng ta cũng tương đối nhã rồi. Tiếp theo mình sẽ cho mật ong vào. Bạn căn cái lượng mật ong làm sao mà tỷ lệ giữa đậu phụ và mật ong sẽ là 2:1 nhé. Tiếp theo mình sẽ cắt chanh ra. Và mình sẽ vắt vào khoảng tầm 10 đến 15 giọt nước cốt chanh. Giờ thì mình sẽ đánh thật đều tay để cho đậu phụ, mật ong và nước cốt chanh hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong rồi. Rất là nhanh và cũng rất dễ làm phải không các bạn? Chắc chắn là ai cũng có thể thực hiện được. Đây chính là sản phẩm cuối cùng của chúng ta các bạn này. Cách để các bạn sử dụng bát hỗn hợp này dưỡng trắng da mặt tại nhà như sau. Bước đầu tiên, bạn hãy vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt bằng nước ấm. Sau đó bạn lau khô mặt. Bạn sử dụng bát hỗn hợp mà chúng ta vừa mới làm, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Thoa đến đâu, bạn hãy sử dụng các đầu ngón tay của mình massage nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt đến đó. Sau khi thoa và massage xong, bạn lưu lại hỗn hợp trên da mặt thêm khoảng 30 phút nữa và cuối cùng bạn rửa lại mặt bằng nước mát là xong. Bạn biết không, cách làm trắng da mặt bằng đậu phụ nguyên chất là một trong những cách cơ bản, đơn giản và dễ thực hiện nhất dành cho những cô nàng muốn chăm sóc làn da của mình trở nên trắng sáng, nhanh chóng và an toàn ngay tại nhà. Việc sử dụng phương pháp này thường xuyên sẽ giúp làn da bạn trở nên mềm mịn, trắng hồng, đều màu và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Mỗi tuần bạn hãy đắp mặt nạ này 2-3 lần, chắc chắn bạn sẽ sớm có được làn da ưng ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình.
Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.